afraid of you. Now you set my soul on fire. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ chơi về cái bộ trang phục cuối cùng của Danganronpa, của nhân vật tù nhân. Ủa đây đấy, một cậu bé nó rất là mặc đồ kiểu Shitai, Shitin, rất là bụi bặm đúng không? Rantaro Amami. Người ta mặc đồ đẹp vậy mà. Ai như tôi, trời ơi. Năm nhất tôi nhớ là tôi còn mặc cái quần jean với cái áo thun màu tím đi học nữa cơ. Khiếp khủng, chân thì đi dép Lào. Ui giời ơi, sao mà nhìn lại cái quá khứ mặc đồ của mình vào năm nhất kiểu kinh khủng. Bây giờ thì kiểu lịch sự hơn rồi, mặc áo sơ mi quần tây, còn không thì áo thun quần tây, đi dép quai hậu hoặc là đi dép lê. Hôm nào siêng với sang với cả là ngựa thì mang thêm giày. Nhưng mà mọi người biết rồi, mình làm biếng đi giày lắm, kiểu đi giày là phải giữ ấy, sợ dơ, sợ bẩn nè, xong rồi là nóng nữa. Nhiều khi ấy, mua đến ngồi đến ghế rồi lại muốn tháo ra, kiểu cho nó thoải mái ấy. Thôi, mình cứ dép Lào mà phang, đúng không? À quên, dép quay hậu, lộn, kiểu như dép Lào. Rồi, đi sửa máy thôi. Hầm ở đây. Trận này em mang nhánh 6 để em đi cứu người nha mọi người. Cuộc sống này quá khắc nghiệt rồi. Úi giời, đấy mọi người thấy không? Cứ mang nhánh 6 cái là bắt đầu là bị ca đầu. Chả hiểu nổi cái lý do vì sao luôn. Ôi ôi, lắc cây lên. Ít. Có vẻ như là nó đánh mình quả đấy hơi hụt, mình giật điện hơi phí. Mình tưởng nó nhảy qua chứ, mình tính giật nó để cho nó khỏi nhảy. Sao cái rồi ôi. Khổ thiệt chứ. Ui ui ui. Trời ơi thiệt á, cứ mang nhánh 6 là nó có điểm. Cai không được một máy kinh khủng. Ngu quá ngu. Này em tự chửi em luôn á, chứ em cũng chả nói gì đến mọi người đâu. Tổn thương hết sức vậy đó. Vừa mới được 20 trận có cái bộ trang phục này vô quất liền cuối cùng, chả đầu vào đâu. Nếu hôm nay là mọi người nhớ đi đánh thường với 5 năm để kiếm cầu nha. Ôi mình đang rất là mong chờ đến cuối tháng này. Thôi mọi người khỏi cứu đi. Kệ em đi, em chết trận này luôn cũng được. Ôi. Chứ giờ cứu rồi cũng không kịp đâu. Rồi bột gõ cũng chết rồi. Mình đang rất là mong chờ. Ủa bà tiền đạo đến cứu nè. Thương ghê vậy đó. Thương quá thương. Nhưng mà nếu mà cứu lỡ rồi ấy, thì nên là cứu 99 luôn. Đừng có cứu dở dở ương ương 51, 60, 70 là cảm thấy hết nước chấm. Đen luôn. Ủa bà Trinh, mới rủ bà Trinh, bây giờ bà kêu mới vô. Trời ơi. Đợi em xíu à, đợi em xíu. Để gió rén, gió rén. Hí, 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 hí. Trời ơi, lại hồn, đừng có thấy em. Thấy chưa? Chưa chưa chưa. Xa ta ra. Tránh xa tôi ra, đừng có ca lại gần tôi. Đừng lại gần tôi. Đi xa ra giùm. Mất dấu rồi. Em vẫn còn một cơ hội. Đi đi bạn ơi, đừng có ở lại gần tôi. Đi giùm. Đúng là rón rén mãi đỉnh. Mất dấu rồi. Yeah. Stay away from me. Cúc. Nói thì kiểu giống như là đừng lại gần tôi đó. Để mình nối cái máy nữa. Nhưng mà đúng cái đen là cúc. Biến. Đúng không? Stay away from me. Không lẽ giờ game nó ghi cút thì kỳ đúng không? Nó phải nói là đừng lại gần tôi. Nhưng mà theo nghĩa thô mà mấy cái đứa giang hồ nó hay nói á, thì nó hay bảo là biến mẹ mày đi, đừng lại gần bố, kiểu thế. Đúng không? Không lẽ giờ game nói vậy. Chẳng qua lên đây có cái voi của mình đây, tiện mình nói cho các bạn cậu vui thôi chứ.
Mình cũng lịch sử lắm chứ bộ, chỉ hơi chửi tục tí thôi chứ ngoan hiền lễ phép lắm, không phải đùa đâu nha. Nhưng mà có mấy hôm thì công nhận là cái mỏ hơi hỗn thật. Kiểu ví dụ đang chơi game, thế là ví dụ như là gặp một bạn ABC là một cái chuyện XYZ gì đấy, thế là cũng vui mồm, cũng đờ mờ, cờ lờ, kiểu như thế đấy, trước mặt phụ huynh luôn, kiểu phụ huynh kiểu con được cái cho ăn học má nói chuyện mất dạy, úi dồi ôi độn thổ. Cái máy nó gần nổ đấy đó mà nó nỡ lòng nó ấy của mình. Khốn ghê, để xíu mình report nha. Trời ơi, quỷ của tôi, quỷ tới. Rón rén thần trưởng. Những lúc này cần phải tự tin rón rén rồi mình đổi máy cai thôi chứ mình máy sửa thôi chứ mình không có dám sửa cái máy đấy. Ok, bạn tiền đạo trận này chăm chỉ cứu dã man. Trời ơi, đừng có qua đây anh ơi. Ủa? Nhưng mà sao lại rào cửa sổ mà còn lên nhánh ba ta? Vậy là nó không lên mắt đỏ hả? Nó không có lên mắt đỏ hay sao ấy? Nếu mà lên nhánh rào cửa sổ rồi mà đổi sang te le nữa, vậy là nó không có lên nhánh 3 mọi người. À nhánh 6, nó không có nhánh 6. Đừng có... Ui ôi, đúng là sức mạnh của gió rén mọi người ạ. Đấy, mọi người cứ rón rén cho em. Mọi người vẫn còn sống đúng không? Bắt đầu lại tiền đạo đi cứu tiếp. Trận này chắc là tiền đạo điểm cao ấy. Kiểu tiền đạo đi cứu rất là nhiều. Chết tôi rồi. Không sao, mình sẽ cố gắng mình cai để nổ máy cũng được. Cái khu này là khu cai Itawa kiểu rất là mạnh luôn á. Cút zoom. Máy RAM rồi. Tha cho em lần này đi anh. Ủa sao vậy? Ủa máy RAM rồi kìa. Đấy, cho nên là mọi người thấy là sửa dư máy ra thì nó là một cái điều cũng rất là cần thiết cho trận đấu ha. Kiểu mọi người sẽ biết được là những cái sự dư máy Hunter cao máy này thì mình còn máy khác, nên là mình cũng không cần phải lo. Cái gì vậy? Ui, ui, nó qua đây luôn. Ui dồi ôi, nó không có mắt đỏ. Mẹ mày cay cho đồng đội mở cổng cũng được, mày thấy sức mạnh của gión rén chưa? À, không được đoán sao. Ê, ôi thôi chết rồi. Không sao, vẫn còn cai được miếng nữa. Đừng có đùa với đức mẹ nghe chưa. Đi đi mọi người ơi. Hoa nó cố gắng hết sức. Đấy, tính ra là đầu game cai hơi dở nhưng mà cuối game cũng gỡ gạc được phết đấy mọi người. Nó chẳng qua là đầu game gặp nó cầm miếng 6 thì hơi khoai, nhưng mà gỡ gạc vậy là cũng đủ để ăn điểm mọi người rồi đúng không? Và các bạn đừng chuyển kênh nhá, mình sẽ theo trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Anh voi người ta chơi như thế, voi gì mà voi trên đường bản đô. Rồi mình nó quay trở lại trận đấu thứ hai. Đấy, vừa mới rủ cô Trinh vào luôn. Mới chơi một trận ở bên map xưởng vũ khí. Gặp một cái ông voi 2 nhưng mà ổng không hiểu. Cái lối chơi mà còn khó hiểu hơn là mấy con quái thú ở hồ Loch Ness nữa. Rồi Bigfoot ở Kazakhstan hay là mấy con phù thủy ở trên núi. Trời ơi, nghĩ sao mà đã xuống hầm mấy lần rồi mà cứ mê cái hầm. Cai bên khu hầm, xuống hầm, lên xuống hầm xuống. Chán. Trận này gặp chị Mập, chị Thư Ký. Xíu nữa mình lại có tiết dự giờ này mọi người, sang tuần sau. Sang tuần sau lại tiếp tục cái series dự giờ nữa. Và hết tuần sau là mình bắt đầu mình đứng lớp, mình dạy. Để cho mọi người gọi là xem á. Kiểu nếu mà ok thì sẽ được kiểu làm giáo viên chủ nhiệm. Sao mà tôi thấy mấy con bạn của tôi á, nó ok dã man kiểu nhàn ấy. Vô là được nhận liền, dạy liền. Còn mình đây thì giống như kiểu thoi thóp.
rồi đi qua 7749 cái ải. Mà chưa biết là ải này là 7749 hay 8865 hay là 9981. Ôi buồn ghê. Nó gian nan. Có đứa nó dạy 2 tháng rồi nó vẫn chưa được đứng lớp chủ nhiệm. Mình thì đi chậm mà chắc, chứ mình không muốn vô là xô bồ liền, thì sẽ rất là ít cái sự gọi là kinh nghiệm. Nên là đâm ra là mình phải cần phải tiếp thu nhiều. Lúc đó mới hình như bà Trinh ăn tạch rô. Em mãi kể chuyện của em không có để ý. Hình như ăn tạch rô mọi người. Để lát ra report nha. Kinh khủng. Soi ngay con tù nhân nhánh 6 mà gần nhất đấy chứ. Trời ơi. Nó soi ngay cái đứa gần nhất. Cái đứa mà gần nhất để đi cứu và có nhánh 6. Thế mọi người thấy không? Game này nó làm sao? Thế, úi dồi ôi. Ủa ơi, Trinh ơi, anh lỡ đập cái ván. Không sao, vẫn ổn, ổn. Sao, rất là bất lợi cho survival. Rồi đi đi sửa máy tiếp. Đang thiếu máy rất là trầm trọng. Skin này đẹp ha, ăn mặc đẹp. Bữa nay quần áo rẻ rẻ, trăm mấy cũng có nữa. Mà mấy cái đồ tôi mặc nguyên. Trời ơi, ví dụ như là coi mấy clip TikTok phỏng vấn đồ nhiêu nữa. Đồ 5 triệu, 2 triệu, giày 3 triệu. Rồi bắt đầu khoe sang phụ kiện như điện thoại, rồi dây chuyền, dây cổ, dây xích, đủ thứ dây. Trời ơi, còn tôi kiểu áo 150, quần 200, dép lào đi 4 năm chưa đứt nữa. Trời ơi, độn cổ. Mấy má nào mà đi phỏng vấn tôi chắc là tôi cũng độn thổ, tôi từ chối không dám phỏng vấn luôn. Trời ơi. Hiu hiu bé. Kinh khủng. Ê, cái game này cho collab với Kung Fu Panda được á ha. Mà người biết con Kung Fu Panda nó collab với ai không? Collab với người bán đồ cổ. Trời ơi, đúng là Kung Fu Panda. Nhưng mà chắc lúc đó mắc cười lắm ha. Ngày mai là sân đây được mọi người. Đứng đang ngoài sân chỉ xuống sân đây. Đấy là sân đây là biết ngay là ngày chủ nhật rồi. Quá xỉu. Cầm cuốn truyện Doraemon đây thì mình nói là Doraemon đây. Mon đây là thứ hai. Ghê không, ghê không? Dữ, học tiếng Anh xung quanh ta. Rồi cầm lọ tiêu, tiêu đây thứ ba. Rồi cầm cái chổi quét nhà, quét đây. Đấy, mẹ, quét đây. Thứ tư. Trời ơi, tiếng Anh xung quanh ta. Chết, nó lại soi rồi. Cái máy cuối ở ngay đây luôn á. Không biết là mấy má thì có biết không. Đó, xong thứ năm là thớt đây. Cầm cái thớt ra, chỉ vô thớt đây. Trời ơi. Trời ơi, nó đuổi em. Sao mà đứng xa cái ván, có cái nút đập ván nó bị mờ, không là mình đập được nó quả đấy rồi. Ý. Trời ơi, thư phá ván gì vậy? Chắc lốc. Ui, chỗ này nó hết ván rồi mọi người ơi. Ui dồi ôi, không còn một miếng manh giáp. Đập muốn bung nút áo luôn vậy đó. Trời ơi. Trời ơi. Lan. Rồi hai má sửa hai máy mới. Rồi má kia bây giờ mới biết là đi sang bên này sửa. Khổ ghê. Tôi vừa sửa máy, tôi vừa ping như thế rồi mà cũng không ai biết cái máy cuối ở đấy. Cứu em. Đừng bỏ em một mình. Đấy, hôm nay là kết thúc cái chuỗi series của cái Yo. Bây giờ đập ai cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì sắp ram rồi. Ôi ôi, trời ơi. Ôi ôi, sao mà cái chỗ này nó cũng không còn cái ván vậy trời. Ôi ôi. Không còn một cái ván nữa.
Biết rồi má. Nhưng mà phải... Úi dồi, sao mà nổi vậy? Hết linh đúng không? Trời ơi, nổ máy giật mình luôn á. Tụi bé gái vừa Brown giờ xứng đáng lên ghế giùm. Không còn tương lai nữa ha. Trời ơi, nó đuổi em hay sao vậy? Em mà đi nhuộm quả tóc xanh này thì nói thật với mọi người luôn là không bị chửi thì thôi luôn. Úi giời ơi, dừa Ram dơ. Không biết là bạn kia có con với bạn này không, nhưng mà kiểu Ram rất là giật mình. Để từ từ mình coi mình cứu được không. Cái gì vậy? Hình như đi soi cổng hay sao á. Bartender mở cổng rồi. Có khả năng là nó soi cổng, nhưng mà thấy cổng mở rồi nên chán không muốn soi nữa. Nhưng mà để mình cố gắng mình sân si mình cứu được không. Gỡ gạc lại đúng không. Em màu nhuộm quả đầu xanh này thì bị đánh thì cũng không có, nhưng mà kiểu sẽ bị chửi, bị rủa. Trời ơi, như người ta là gội xong là sấy tóc, rồi đi một tuần hay một tháng là sẽ đi hấp dầu, tỉa tót, rồi hấp uốn gội nhuộm. Còn tôi là cứ đầu ướt gãi cho hết xà bông, xong rồi trải lên hết. Rất là nhạt nhẽo, cuộc sống này vô thường. Mỗi người mỗi ý, còn như tôi lười chết đi được ấy. Rồi hiêu xong sang cứu bà bartender rất là đẹp nè. Hết mắt đỏ luôn rồi. Thắng giùm. Thắng thì có clip ha. Thua là mình xóa. Vậy thôi. Ô, cái hầm đây luôn này. Ôi quỷ tới. Trời ơi, dẹp giùm. Trời ơi, nè. Úi giời ơi, thấy người ta dẻo chưa? Dẻo như kẹo vậy đó. Ủa, ê, ba đứa cô láo luôn nè. Có mỗi bà Trinh không có cô láo gì hết trơn, nên là bà bị bay. Yeah. Một đứa thì Conan, một đứa thì ăn rùa ập đét, còn một đứa thì đang Garoba. Ôi, biết. Vô đây. Lên. Rồi em mốt cái em vô mọi người cho vui vẻ. Trời ơi, nó ghi ba giấy đào đánh. Trời ơi, chết em rồi. Em tưởng nhân từ lắm, nó đánh chơi. Tha cho em chị gái ơi. Sao? Đánh được không? Ôi đồ hàng, ôi mừng quá. Mình cứ tưởng mình không qua được, chắc em xóa clip quê. Và mình sẽ kết thúc video clip đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau nha mọi người. Bye bye.